Chương trình này được bảo trợ bởi Asuka Tiểu Đường, Dầu Gội Nhuộm Nhật Bản, Bảo Thi Shop 714-230-5591 Lê Thái Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Xin chào Lê Thái. Dạ vâng Lê Thái xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình và em xin gửi lời chào đến chị Ngọc Lan ngày hôm nay nhìn chị em chúng tôi một màu xanh hy vọng cuối tuần rồi dạ vâng nhắc đến cuối tuần thì gặp quý vị cuối tuần thì cũng là những cái ngày mà ngọc lan và lê thái cũng cảm giác là rất là hào hứng tại vì sau một cái tuần lễ bận rộn khi mà vào làm những ngày thí dụ là thứ năm thứ sáu thứ bảy thì chúng ta chuẩn bị được nghỉ ngơi thường thì cuối tuần thì lê thái làm gì Um, cũng giống như thường lệ khi mà hỏi những câu này thì uh, nhiều khi khán giả nó lo sao Lê Thái boring quá <laughs> em thì uh, cũng hai ngày cuối tuần thường là dành cho gia đình khi mà chở uh, những mấy mấy đứa nhỏ nó về nhà ngoại chơi rồi quay trở lại đây còn chủ nhật thì uh, sau chương trình cà phê sáng thì Lê Thái đi nhà thờ chỉ vậy thôi uh, yeah. uh, uh, thường thì uh, cuối tuần uh, thì uh, Ngọc Lan sẽ uh, dành thời gian thích uh, dọn vườn uh. Uh, vườn dọn dẹp rồi uh, coi cây cối rồi uh, nói chung là ở ngoài sân, uh, nếu mà có nguyên một cái ngày ở ngoài sân á Thì đó là cái thời gian mà rất là thích <laughs> Nghĩa là cái đầu óc của mình khỏi phải uh, suy nghĩ Và đến uh, tin tức hay là gì đó Cứ lông nhau ở ngoài đó Mà đúng là hết giờ với ở ngoài đó như vậy à. Gọi là thư giãn Thư không? giãn Không, không thư có thang diễn Dạ, <laughs> yeah, thư giãn Nhưng mà quay lại với lại uh, tin tức cập nhật một chút xíu Tin tức liên quan đến bão uh, Milton uh, Thưa quý vị, mặc dù là cơn bão đó cho đến bây giờ thì cái sức mà tàn phá của nó chúng ta có thể thấy là nó không có kinh khủng như là những cái dự đoán ban đầu. một phần là do cái sự mà chuẩn bị tốt hơn kỹ lưỡng hơn cái chuyện mà người ta lo sợ cho nên là họ có cái di tản rồi có những cái chuyện mà phòng ngừa vân vân Nhưng mà đến giờ phút này thì những cái nơi mà bảo mà đi qua đó cúp điện vẫn đang còn, nhờ những người mà thông tin cho biết rằng là điện vẫn còn đang cướp à, người ta vẫn đi đổ xăng xếp hàng rồng rắn đi đổ xăng à, xăng thì các cái cây xăng á, à, không có nhiều lắm à, sáng nay ngọc lan gọi điện cho những cái người quen biết ở florida thì họ nói họ chạy rất là nhiều tiếng đồng hồ để đi tìm cây xăng nhưng mà các cây xăng đóng cửa rất là nhiều không có cây xăng mở cửa cuối cùng thì họ tìm thấy được một cái costco đổ xăng nhưng mà xếp hàng dài họ nói rằng là họ xếp hàng không biết bao lâu rồi mà bây giờ thì còn phải là nửa may nữa thì mới xếp hàng đến đến lượt họ đổ xăng và họ cũng có quy định rõ ràng là mỗi người như vậy đó thì chỉ có thể được đổ cái bình chiếc xe mà đang chạy đó được đổ đầy chiếc xe đó cùng với lại hai cái thùng nữa mang theo thường thì người ta mang thùng theo để đổ xăng để làm gì là để về chạy máy phát điện à, tại sao trong cái đoàn xe mà xếp hàng đổ xăng như vậy có nhiều người người ta chụp hình người ta post lên người ta nói ủa tại sao có những chiếc tesla mà xếp hàng đi đổ xăng nghe thì có vẻ tức cười nhưng mà thật ra thì những cái chiếc xe đó họ xếp hàng trong cái dòng xe mà đi đổ xăng đó là để thật ra họ cũng đi đổ xăng vào bình để mang về chạy máy phát điện. Thì những người mà ở cái vùng mà bảo như thế thì sau những cái kinh nghiệm rằng là họ sẽ bị cúp điện. Mà cái thời gian cúp điện người ta sẽ không có dự đoán được là bây giờ là một ngày hai ngày hay là kéo dài có thể là lên đến một tuần à, nhiều những người ở trên Facebook họ hỏi với nhau rằng là à, à, quý vị ơi ai mà ở vùng này lâu rồi có biết rằng là cúp điện bao lâu hay không? Tại vì người ta không biết là thức ăn họ dự trữ ở trong tủ lạnh à, họ biết rằng là bảo buồn đi qua thì họ dự trữ đồ ăn thức uống trong tủ lạnh nhưng mà cúp điện như vậy thì bây giờ đồ ăn ở trong đó sẽ như thế nào? Những người họ đã có kinh nghiệm rồi á thì họ chạy đi mua máy phát điện họ trữ từ hồi trước thì bây giờ có cái máy phát điện đó thì họ mới chạy được nhưng mà chạy máy phát điện thì cũng cần phải có xăng nhưng mà hết xăng rồi thì bây giờ phải đi mua xăng thành ra nếu như mà ở trong những ngày này nếu quý vị thấy những cái hình ảnh mà người ta post lên trên facebook mà thấy trong hàng dài những chiếc xe đang xếp hàng để chờ đổ xăng á mà thấy là ồ tại sao có những chiếc tesla nằm ở trong đó thì hiểu người ta đi để mang những cái bình đi đổ xăng về chạy cho máy phát điện rồi cũng ở trong những cái hình ảnh ngày hôm nay cho thấy cập nhật tin tức liên quan đến những thiệt hại thì trong cái phần mà của anh hoàng trọng thụy sẽ tin tức thế giới sẽ đưa nhiều hơn ngọc lan cập nhật những tin tức liên quan đến cộng đồng việt nam là chủ yếu một cái tiệm phở ở ở georgia một cái tiệm phở ở georgia họ đã đưa lên À, cho biết rằng là họ những cái người mà những cái người mà à, chạy chạy bão đó ở florida thì bây giờ ai mà còn đang à, trốn bão hay là có thể là trên đường di chuyển về mà ghé vào cái tiệm phở đó ăn thì họ hoàn toàn cho miễn phí à, cái gấp quá cho nên là Ngọc Lan chưa có kịp tìm ra được lại cái tên tiệm phở đó. Chắc là ngồi hồi trong lúc mà Lê Thái đưa tin thì Ngọc Lan sẽ tìm lại cái tên cái tiệm phở đó lưu lên. Thì Ngọc Lan thấy đó cũng là một cái nghĩa cử rất là hay của cộng đồng Việt Nam đối với nhau ở trong cái những cái cái lúc hoạn nạn như thế này. Có thể là nhiều người thì người ta cũng không có cái cơ hội để người ta dừng lại ở để ăn những cái nơi như vậy hay là cố tình để đến để mà ăn miễn phí nhưng mà những cái nghĩa cử trong lúc này như vậy đối với nhau đó rất là quan trọng ờ, nhắc đến cái chuyện xăng thưa quý vị thì uh, săn là một trong những cái nguyên liệu nó rất là quan trọng tính đến cái thời điểm này thì chúng ta thấy là những người đang sinh sống tại tiểu bang California thì chúng ta thấy chúng ta may mắn hơn rất là nhiều với những tiểu bang đang đối chọi với lại những cái uh, cơn bão và hậu sau những cái cơn bão đó như cho chị ngọc lan chị vẫn hay thường đưa đến quý vị những thông tin về những việc mà chúng ta chuẩn bị cho những cái sự kiện giống như là những chuyện mà động đất nè rồi bão lụt nè rồi cháy này nọ đó cháy rừng này nọ đó thì đó là những cái tip mà chúng tôi nghĩ rằng là tại sao chúng tôi vẫn hay đưa lên quý vị trong chương trình cà phê sáng bởi vì nó luôn luôn lúc nào cũng rất rất là hữu ích rất là hữu dụng trong cái đời sống của chúng ta nhất là trong cái vấn đề mà bảo quý vị thấy là xăng hay là những cái lúc mà chúng ta trữ đồ ăn vô cùng quan trọng uh... à, Xin lỗi Lê Thái, hồi nãy uh, Ngọc Lan nói là trong lúc Lê Thái tìm cái tin khác <laughs> thì Ngọc Lan đã tìm ra được Quán cái phải... tên của cái chuỗi uh, nhà hàng Master Phở uh, Master Phở ở uh, 5145 Buffer Highway ở Georgia và I Love Phở 400 Ernest đó là những cái tiệm phở ở Georgia họ nói là sẵn sàng đón cư dân từ Florida đến Georgia để lánh bão Milton ăn phở và uống trà Thái miễn phí 18 tiếng đồng hồ trước họ từ đây cho đến hết tuần có nghĩa là từ họ đưa đến ngày hôm qua thì còn từ đây cho đến hết ngày chủ nhật thì quý vị nếu mà ai đi đến đây thì có thể ghé 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 đến những cái tiệm này Wow đây là một nghĩa cử vô cùng uh, rất là tốt đẹp, thưa quý vị. Nhắc đến cái chuyện xăng thì uh, ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị, uh, chúng tôi chỉ là nhắc lại những cái thông tin về cái thông tin này chị Lan đã đưa trong vài chương trình trước. Uh, tài xế ở 10 quận, có nghĩa là những người lái xe ở 10 quận thuộc tiểu bang California, chúng ta sẽ có thể nhận được hoàn tiền xăng do thỏa thuận dàn xếp chống tăng giá giữa tiểu bang California và ba công ty kinh doanh xăng hàng đầu ở California. Công uh, năm 2020, đó, Bộ Tư pháp của California cũng đã kiện công ty uh, uh, Vito Inc, rồi công ty SK Energy uh, Americas Inc và công ty mẹ là SK Trading International. Ba công ty này bị cáo buộc rằng là ba công ty này đã bí mật thông đồng với nhau để mà thao túng giá uh, sau vụ nổ tại một cái nhà máy lọc dầu là Torrance năm 2015 và các công ty này cũng đã tham gia vào một cái kế hoạch đẩy giá xăng lên cao để mà kiếm lợi nhuận cho riêng mình và điều này cũng đã hạn chế rất là nhiều về cái sự cạnh tranh và khiến cho người dân chúng ta sinh sống ở California phải trả nhiều tiền hơn khi mà chúng ta đi đổ xăng. À, và theo văn phòng tổng chứng lý người ta đã công bố trong vài à, ít nhất là phải hơn 3 tuần trước thưa quý vị. À, cũng vào tháng 7 năm 2024 thì California cũng đã thông báo rằng là tiểu bang này đã đạt được những cái thỏa thuận dàn xếp trị giá là đến 50 triệu Mỹ Kim với các công ty này. Trong số đó thì có 37.5 triệu Mỹ Kim sẽ được phân phối dưới dạng là chúng ta sẽ được hoàn tiền xăng cho những người tiêu dùng bị ảnh hưởng ở California khi mà ba công ty này nó tăng giá xăng dầu. Và những người nào mà chúng ta đã mua nhiên liệu ở một cái số khu vực nhất định của tiểu bang hiện chúng ta có thể là nộp đơn xin ghi danh để mà chúng ta hoàn tiền lại. À, và hiện ai ai sẽ là người đủ điều kiện để mà chúng ta được hoàn tiền xăng? bất kỳ ai chúng ta đã đổ đầy bình xăng ở trong một số khu vực hoặc là trung hoặc là miền Nam của California trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 2 năm 2015 cho đến ngày 10 tháng 11 năm 2015, chúng ta đều có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường cái tiền xăng này. Và nếu mà chúng ta đã mua xăng ở các cây xăng như là quận Los Angeles, San Diego, Orange, Riverside, San Bernardino, Kern rồi tiểu ba, um, ở thành phố mà Ventura, quận Santa Barbara, San Luis, Obispo hoặc là Imperial Trong khoảng thời gian này thì chúng ta có đủ điều kiện được hoàn tiền xăng Và quý vị có thể gọi điện thoại đến số là 877-725-7523 Hoặc là gửi email tới là peoplesinfocalgaslitigation at uh, litigation com Để mà chúng ta ghi danh nhận được cái tiền hoàn xăng này à, Quý vị giống hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đây. Chương trình này được bảo trợ bởi Asuka Tiểu Đường, Dầu Gội Nhuộm Nhật Bản, Bảo Thi Shop 714-230-5591 Cảm ơn quý vị với dưới làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng cùng Ngọc Lan và Lê Thái. À, chúng tôi tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin về cơn bão Milton à, trong ngày hôm qua với ngày hôm kia à, khi mà nó đổ vào à, Florida vào lúc buổi chiều khoảng 4 giờ chiều à, ngày 9 tháng 10 kính thưa quý vị trong những cái cơn bão như thế này thì chuyện mà chúng ta ứng cứu với lại cứu hộ những cái người mà người ta mắc kẹt trong những cái cơn bão này là một điều vô cùng quan trọng đối với những cái người trong cái lực lượng tuần duyên hoặc là phòng chống bão của những cái đơn vị những cái cơ quan thực thi của một số nơi ở thành phố của Florida ngày hôm qua thì có một cái vụ tối khuya ngày hôm qua thì bên giới mà cảnh sát cũng như là những người trong công tác cứu hộ người ta đưa một cái video mà khi mà chúng ta thấy cái video này thật sự là rất là bất ngờ khi một cái người đàn ông, người đàn ông này bị mắc kẹt ở trên một cái cooler. Cái cooler này là cái cooler đựng đá mà anh hay để ở trong cái chiếc tàu của mình đó. Thì khi, khi người đàn ông này á, đang ở cái trên chiếc tàu của mình ở ngoài cái vịnh Mexico cách bờ biển Florida khoảng là 48 km. Khi mà anh được nghe thông báo về cơn bão nó ập tới thì anh chuẩn bị những cái gọi là cái bước nước rút để mà à, bơi vào bờ cho cái chiếc thuyền của mình chạy vào trong bờ. Nhưng mà thật sự thưa quý vị rất là xui xẻo khi mà cái chiếc thuyền của cái người đàn ông này nó bị chết máy giữa biển. Gây ra cái tình trạng là anh bị ở giữa biển, anh cố gắng ông lục đục, anh xoay chuyển cái tình thế để mà có thể mà thoát ra khỏi cái vùng mà tâm bão nó sẽ đổ vào trong Florida và đi ngang qua cái vùng biển Vịnh Mexico nơi anh và cái chiếc thuyền của anh nó đang neo đậu ở đó và nó đang bị chết máy. Thì người đàn ông này không không biết bằng cách nào hết thì đành phải chịu trận ở lại trên cái biển London này và khi đó thì cái bão Milton nó đi qua với cái tốc độ gió lúc đó mà nó đổ vào cái, cái khu vực mà anh đang ở trên 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 cái, cái tàu đó đó là 145 cây số cho đến 160 cây số một giờ gió mạnh và giật rất là cao và nhiều khi anh nói rằng có những cái cơn sóng cao hơn đến gần 7m6 8m nó ập vào trong cái, cái chiếc thuyền của anh và khi ập vào thì chiếc chiếc thuyền vỡ tan bị chìm xuống thì người đàn ông này đã chuẩn bị sẵn cái tình thế là anh đã ôm một cái chiếc cooler cái 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 cooler đó thì cái cooler đó là một trong những cái cooler mà đựng đá uh, mà ở trên thuyền của anh đó thì anh ôm cái đó lên đên suốt ở trên biển trong vòng hơn hai uh, bốn tiếng đồng hồ và khi mà lực lượng tuần duyên của Florida uh, đi ngang qua thì người ta phát hiện ra người đàn ông này và những cái sĩ quan này đã lập tức là báo cáo cho trực thăng thông dây xuống để mà cứu người đàn ông này vào bơi và bơi vào cứu ông vào bờ à, liên quan đến cái vụ mà bão Milton trong mấy ngày vừa qua thì lại thấy cập nhật quý vị tính đến ngày hôm nay đó thì có khoảng là 10 người đã bị tử vong trong cái cơn bão uh, Milton à, riêng giới chức người ta cũng đang ủng hộ để mình um, đang nỗ lực để mà cứu hộ và kéo các cư dân nào đang bị mắc kẹt ở những cái đống đổ nát để giải cứu và hiện nay thì dạo kêu giải cứu hơn được là 340 người 49 con vật nuôi và trong một cái vụ giải cứu ấn tượng thì người ta cũng đã giải cứu được một, một thiếu niên 14 tuổi trôi dạt ở trên biển ở trên màn ảnh thì quý vị thấy hình ảnh một cái con cá sấu đây là một trong những vấn đề mà ưu tiên đầu mà giới chức ở Florida người ta đưa ra cảnh báo trong ngày hôm qua bởi vì sao thưa quý vị bởi vì hiện nay những cái giới chức Chuyên gia về bão và người ta nói rằng là bão Newton nó gây ra những cái thiệt hại rất là nghiêm trọng về nhà cửa và nó tăng cao những cái lượng nước lũ mà nó đổ về ở trong những cái khu vực con đường thành phố tạo nên những cái ao, có những cái ao ao nước thưa quý vị nó cao hơn 6 feet. Và như chúng ta đã biết thì Florida là một trong những tiểu bang gọi là cái signature cũng là trăng rắn và cá sấu và đây là một cái cảnh báo báo đỏ mà tiểu bang này đưa ra khi mà rất là nhiều những cái trường hợp trong mấy ngày vừa qua quý vị thấy là nhiều người người ta ở trên mạng xã hội đó có khi mà bước vào trong cái căn nhà của mình nguyên một cái con cá sấu dài hơn ba mét con alligator nó nằm ở trong nhà và nó nó quay sang nó nó chuẩn bị nó tấn công những cái người chủ nhà luôn trong khi đó thì trời tối ôm không có một chút xíu điện gì cả người ta bước vào trong nhà người ta thì đã có một cái con cá sấu bự chản nó nằm ở trong đó nó đợi rồi còn với lại một số cái trường hợp được báo cáo khi mà một vài những cái cặp gia đình vợ chồng người ta di chuyển ở trên những cái con đường bằng chiếc xe thì khi mà dừng lại đi người ta không dám đi nhanh người ta đi từ từ thưa quý vị đi từ từ để mà xem dò cái đường tại vì nhiều cái chỗ mà nước nước sâu, nước trũng thì người ta không biết tại vì nếu như vậy thì cái xe nó sẽ bị, bị 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 sập xuống. Thì người ta lái từ từ thì có những cái vụ những cái con cá sấu á, nó cắn lủng cái lớp xe luôn. Và những cái cặp vợ chồng này này người ta phải đi đến những cái chỗ mà để mà thay thay lớp mà trong cái trường hợp là trong những cái quá trình mà chúng ta thấy rằng là những cái chỗ nó đang bị mất điện và cái chuyện mà thay lớp là một, một vấn đề hoàn toàn khó khăn đối với những người dân ở Florida trong thời điểm này. Và nhiều người người ta đưa ra cái cảnh báo cấp độ cao khi mà rất là nhiều những con trăng, con rắn và cá sấu nó núp ở dưới những cái mạch nước, những cái rạch nước này thì khi đó nó sẽ gây đến cái tình trạng nguy hiểm và lúc nào nó cũng chực chờ. Những cái chuyên gia về cá sấu người ta nói rằng là những cái con cá sấu này trong quá trình mà nó có biến đổi khí hậu hay là thiên nhiên này nọ đó, nó có một số cái thí dụ như là lũ lụt, những con cá sấu này nó sẽ không ít trồi lên trên cái mặt nước nhiều hơn là bình thường nó sẽ núp ở dưới cái mặt nước đó và nó có thể nhịn thở đến hàng tiếng đồng hồ để mà chờ đợi con mồi mà rất là nhiều những cái trường hợp vừa qua cá sấu nó núp và nó tấn công con người tấn công luôn cả những cái gọi là nhân viên của một số đài truyền hình khi mà người ta đang lấy tin ở dưới nước thành ra đây là một trong những cái cảnh báo mà um, giới chức của ở florida người ta đưa ra trong mấy ngày vừa qua cùng với là một cái cảnh báo về những cái vi khuẩn chết người nó gây hại cho chúng ta đó là cái vi khuẩn mà quý vị thấy ở trên màn ảnh vi khuẩn này tên là Vibrio bacteria đây là một trong những cái vi khuẩn cũng gây chết người và gây đến những cái tình trạng là khiến cho chúng ta bị tổn thương rất là, rất là nghiêm trọng và người bệnh nào bị nhiễm cái 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 vi khuẩn này có thể là sẽ tử vong chỉ trong vòng có 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ tử vong nếu như gặp trường hợp nặng à, quý vị giữ bấm hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại Bảo trợ cho đây. Chương trình này được bảo trợ bởi Asuka Tiểu Đường, dầu gội nhuộm Nhật Bản, Bảo Thi Shop 714-230-5591 Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, trong thời gian qua thì chúng ta đều biết là ở California cũng như là ở nhiều tiểu bang khác đều có một chương trình gọi là chương trình housing hay là chương trình session 8 tức là trợ giúp cho những người có thu nhập thấp được một cái số tiền để mà thuê nhà. Có nghĩa là những người có thu nhập thấp thì họ sẽ trả một cái phần tiền thuê nhà còn phần còn lại thì về phía chính phủ họ sẽ trả tiền. Tuy nhiên trong thời gian qua thì những người mà bên cái, các cái cơ quan mà gọi là tổ chức phi lợi nhuận Housing Rights thì họ đã đi điều tra và họ thấy có một cái sự phân biệt đối xử của những người chủ nhà dành cho những người đi thuê nhà. Phân biệt đối xử ở đây là sao? Những một số chủ nhà họ không nhận, không cho những người mà ở trong cái chương trình Housing. Ở tiểu bang California mình hay gọi hay là vòng vòng quanh đây mình cứ gọi là tôi có housing, housing tức là những người mà được nhà nước trả tiền, chính phủ trả tiền, họ không cho những người đó thuê nhà. Thì đó là một cái điều rất là kỳ lạ. Thì bây giờ người ta đi vào người ta điều tra, họ nói rằng là trong thời gian qua khi họ đi vào họ điều tra, họ giả là những người đi thuê nhà này thì họ thấy có ít nhất là 200 chủ nhà đã từ chối cái hợp đồng cho thuê nhà bao gồm cả những người mà có những cái công ty bất động sản lớn luôn chứ không phải là những người chủ nhà riêng lẻ. Thì ngày ngày hôm thứ ba vừa rồi đó thì cái tổ chức phi lợi nhuận này họ đã nộp một cái đơn khiếu nại lên Sở dân quyền California và họ cáo buộc rằng những chủ nhà này đã vi phạm cái luật của tiểu bang về việc từ chối cho thuê nhà đối với những người mà trả tiền thuê nhà bằng cái à, gọi là cái voucher đó tức là hoặc là bằng cái chứng từ từ cái tiền của chính phủ à, và họ yêu cầu rằng là phải phạt những cái 203 cái công ty và cá nhân này lý do tại sao mà những cái công ty hoặc là những cá nhân này từ chối cho những người kia thuê nhà thì có nhiều lý do à, bây giờ người ta phải đi điều tra rồi hoặc là khi mà người ta đưa những người đó ra tòa thì những người đó họ mới trả lời cho những cái câu hỏi đó nhưng mà vòng quanh đây á những người nào mà cho thuê nhà thì quý vị cũng sẽ biết lý do vòng quanh đây đó là gì người ta không muốn cho những người mà nhận cái tiền mà housing đó là bởi vì chủ nhà mà cho housing thuê đó thì tiền là trực tiếp từ nhà nước trả đến thì bắt buộc là cái người chủ nhà đó phải đóng thuế không có cách nào mà trốn thuê được hết ở trong khi nếu mà cho trao đổi trực tiếp bằng tiền mặt tôi có nhà tôi cho cái người đó thuê người đó đưa tiền mặt cho tôi thì người đó có quyền là họ không có khai đầy đủ số tiền đó ví dụ như thuê nhà là 3.000 bây giờ họ chỉ nói là cho, cho tôi cho thuê có 1.000 đô la mỗi tháng hay là họ không nói là cái nhà đó không cho thuê vân vân, có nhiều cách nhưng mà khi đã cho trong cái chương trình mà sinh 8 này thuê nhà thì đương nhiên bao nhiêu là nó ra rõ ràng bấy nhiêu không có chạy đi đâu được cho nên họ không muốn. Khi mà cái công ty này họ đứng ra, cái tổ chức mà phi lợi nhuận này họ đi họ giả dạng là những người đi thuê nhà đó, họ nói rất là rõ, có cả những cái công ty địa ốc lớn ở Los Angeles họ đã đến họ thỏa thuận thuê xong hết rồi. Cái đến khi à, cái công ty nhà đó nói rằng là à, tôi đã thuê, nói rằng là tiền à, điện nước đồ phải trả như thế nào hết, đến cuối cùng thì cái người, cái người nhân viên của cái công ty điều tra đó nói rằng là vâng, tôi có cái được cái voucher của Session 8 thì tự dưng cái người của phía công ty địa ốc kia nói rằng là xin lỗi, chúng tôi không nhận những người trong cái chương trình này thế là từ chối thẳng luôn và không chỉ là một mà rất là nhiều thì qua cái điều tra này họ thấy rằng là ở San Francisco trong thời gian qua có đến 44% những người ở trong cái chương trình mà housing này bị từ chối rồi có 53% trường hợp là ở Oakland ở Los Angeles là đến 70% trường hợp khi mà họ điều tra họ thấy như vậy và ở San Jose là 58% À, cái cuộc điều tra này thì không có thấy kể đến là ở vùng Orange County. Mà nếu mà ở vùng Orange County chắc cũng không có ít. Thì rất là nhiều cái câu trả lời rằng là tại sao họ lại làm như vậy. Thì thống đốc tiểu bang California, Governor Sam cũng nói là không có chấp nhận cái tình trạng này. Họ nói phải có một cái sự công bằng đối với những người thuê nhà. Tại sao lại có một cái sự phân biệt đối xử như vậy đối với những người mà ở trong cái chương trình housing quý vị cũng biết là những người mà có cái thu nhập thấp đó là họ được nhận à, cái chương trình này thì họ sẽ phải trả 30% cái tiền thuê nhà đó tùy theo cái tiền lương của họ thì họ trả 30% rồi sau đó cái phần tiền còn lại thì do là chính phủ trả tiền và họ phải chờ đợi rất là lâu thì họ mới được vào cái trong cái chương trình đó. À, tuy nhiên cũng có cái chương trình này được đặt ra là để nhằm ngăn chặn cái tình trạng mà vô gia cư rồi khi mà cái giá nhà đã lên đến cái mức mà khủng hoảng không có đủ nhà ở rồi cái lệ chi phí nó rất là nhiều thì đây là cái chương trình nó giải quyết cái nhu cầu đó nhưng mà nhiều người thì người ta à, khi mà quý vị đọc những cái chỗ mà cho thuê nhà có nhiều người người ta ghi thẳng ra luôn là không nhận chương trình housing rồi có người thì ghi lên là chỉ nhận housing mà quý vị không để ý rằng chỉ riêng cái đó người ta có quyền để người ta kiện cho nên sau này khi quý vị đăng lên những cái quảng cáo khi cho thuê nhà thì nhớ lưu ý cái chuyện đó mình có quyền khi mà người ta đăng cho thuê rồi sau đó khi người ta đến người ta thuê đó thì quý vị có thể từ chối bằng cách này hay cách khác nhưng khi quý vị đăng lên một cái mẫu quảng cáo, quý vị từ chối thẳng thừng không cho thuê này, không cho thuê cái khác là quý vị đã vi phạm về cái những cái điều lệ là không công bằng trong đối xử. Khi mà nhắc đến cái chuyện mà thuê nhà hay là mua nhà ở California, đây là một trong những cái vấn nạn rất là lớn đối với người dân California hiện tại. Không đối với những cái cộng đồng sắc tộc nào nha quý vị, nguyên luôn cả Mỹ Trắng, Mỹ Tây Cơ, hàng ngày người châu Á chúng ta, thì cái chuyện mua nhà ở California hiện nay đang là một vấn đề vô cùng khó khăn. Khi mà quý vị thấy là cái giá interest rất là cao, biến động thị trường trong vấn đề địa ốc nó cũng gây nên hỗn loạn uh, cho những cái người mua nhà. Nhà mới thì không có nhiều, nhà cũ thì bao la, nhưng mà cứ đi sang qua sang lại rồi cái giá nhà nhà ngày càng nó đẩy bị đẩy lên cao như vậy thì cái chuyện mà người ta mua nhà thuê nhà hoặc là người ta muốn có một cái nhà và uh, theo cái chương trình của chính phủ housing ấy nó cũng cực kỳ khó khăn. Oh, đòi hỏi rất là nhiều cái điều kiện và như chị Lan cũng vừa mới đề cập đến quý vị á, những cái mẫu mà chúng ta đăng lên để mà chúng ta cho thuê nhà đó, thuê phòng thì quý vị nhớ mình một điều là chúng ta nghiên cứu thật là kỹ những cái nào mà chúng ta cần làm cần đề để mà tránh bị bị phạm pháp trong vấn đề mà chúng ta đăng những câu quảng cáo cho thuê nhà như vậy. À, quay trở về về vấn đề mà nhiệt xài những cái túi nhựa thưa quý vị, đây cũng là một trong những vấn đề mà chúng tôi hay nói đến trong chương trình cà phê sáng. À, trong nhiều năm qua từ năm 2014 thì tiểu bang California cũng đã à, đề cập đến cái vấn đề mà những người dân chúng ta có nên sử dụng túi nhựa hay không và cấm túi nhựa rồi nó lại trở lại lại phục vụ lại cho cái đời sống sinh hoạt đi chợ của những người khi mà chúng ta sử dụng cái túi nhựa này để mà đi chợ. Thì à, trong nhiều thời gian qua thống đốc tiểu bang người ta à, ông Gavin Newsom vẫn à, đang cũng rất là gọi là cũng đợi nhiều cái ý kiến từ nhiều cái nguồn khác nhau nhưng hiện nay thì ông đã ký thành cái dự luật có nghĩa là trong năm 2026 tức có nghĩa là khoảng 2 năm nữa chúng ta sẽ chấm dứt hoàn toàn việc xài túi nhựa trên khắp tiểu bang California. Và điều này nó sẽ gây đến những cái tình trạng à, nó cũng ảnh hưởng chút ít ít nhiều gì đến cái quá trình sinh hoạt của những cái người mà người ta thường xuyên sử dụng cái túi nhựa trong thời gian qua như để chúng ta để đi chợ và sẽ chuyển sang xài túi giấy và nếu như mà chúng ta xài túi giấy thì chúng ta phải bỏ ra một cái số tiền nhỏ để mà mua cái túi giấy đó. Và từ đây cho đến năm 2026 thì quý vị nào mà chúng ta xài túi nhựa mà muốn duy trì mà xài túi nhựa chúng ta có thể để dành. Để dành tại vì người ta sẽ không cung cấp cho những cái chợ, những cái cửa hàng để mà bán ra cho những người dân. Ờ, trong năm 2020 thì có một cái vụ mà tất cả những cái công ty sản xuất túi nhựa họ nói rằng là họ họ sản xuất ra những cái túi nhựa dày hơn. Để làm chi? để cho những người dân chúng ta có thể tái sử dụng lại có nghĩa là chúng ta xài rồi xếp lại rồi để dành để mà đi chợ lần sau bỏ trong xe đó nhưng mà cứ để mà bảo vệ môi trường nhưng những cái tình trạng đó nó lại không diễn ra đúng như những cái gì mà những cái công ty sản xuất những cái bao nhựa này người ta nói những người dân người ta vẫn tiếp tục quăng những cái bao nhựa đó thậm chí là hồi đó những cái bao nhựa rất là mỏng rất là nhỏ quăng thì nó ảnh hưởng môi trường ít bây giờ những cái túi nhựa bắt đầu nó càng ngày nó càng dày hơn nó bự hơn nó tốt hơn để mà nhằm cái mục đích là recycle để mà chúng ta xài lại nhưng mà người dân không xài lại thành ra nó càng ngày nó ảnh hưởng môi trường càng nhiều hơn thì cái vụ luật mà thống đốc tiểu bang ông Gavin Newsom của California ông đưa ra quyết định vòng đầu năm 2026 thì tất cả những người dân California chúng ta sẽ không còn sử dụng túi nhựa nữa và chúng ta sẽ chuyển sang xài túi giấy để mà bảo vệ môi trường. Và thiết nghĩ rằng là nếu đi chợ mà mua đồ nhiều xài túi giấy thì cũng rất là khó khăn cho những người mua đồ nhiều thì chúng ta cũng phải cân nhắc như thế nào. Liệu cơm gấp mắm để mà chúng ta có thể mua được cái túi vừa ý là bưng về nhà mà không đổ đồ. Quý vị giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Asuka Tiểu Đường, Dầu Gội Nhuộm Nhật Bản, Bảo Thi Shop 714-230-5591 Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Thưa quý vị, ngày hôm qua là ngày thứ năm thì các cái chủ nhân của chuỗi à, các cái tiệm 7-Eleven họ đã cùng nhau quyên góp 1 triệu đô la cho cái chiến dịch gọi là dự luật 36 sẽ được đưa ra vào trong cái phiếu bầu sắp tới đây và vào ngày 10 vào ngày 3 tháng 11 sắp tới đó sẽ bầu à, cái dự luật 36 này có nghĩa là cái gì? Dự luật 36, người ta sẽ yêu cầu là muốn những người này bỏ ra 1 triệu vận động cho chiến dịch này và muốn chúng ta bỏ là chữ yes ờ, tại sao là bỏ cho chữ yes là bởi vì dự luật 36 nếu mà bỏ yes á thì là những người mà từng là vi phạm tội là đối với hành vi trộm cắp dưới 900 đô la trước đây được xem á, là tội nhẹ thì bây giờ những người mà vi phạm tội mà bị ăn cắp dưới 900 đô la mà bị hai lần trở lên thì sẽ coi như là trọng tội. Hồi trước á, lại phải là nhiều lần hơn hai lần thì mới bị xem là trọng tội. Thì bây giờ hai lần là bị. Cũng như là những bị người mà bị mà tội mà liên quan đến chuyện mà tàn trữ ma túy đó chỉ cần hai lần trở lên là bị xem là trọng tội. Trước đây thì phải là nhiều lần hơn hai lần thì mới bị. Thì bây giờ cái dự luật 36 nó là như thế. Cái ý nghĩa của cái việc này là sau khi mà các cái tiệm mà Seven Eleven họ bị một loạt những cái vụ mà những cái người trẻ, những đứa nhỏ nó cứ ùa vào để mà nó ăn cắp đồ ở những cái tiệm này. Mặc dù 7-Eleven đôi khi những cái món hàng họ bán á cái giá trị nó không có cao, nhưng mà khi nó ùa vào cái nó gơ một cái cái nó chạy rồi xong là nó lại ùa vào tiệm khác nó gơ nó chạy. Mỗi lần như vậy không nhiều, nhưng mà gơ lại nhiều lần thì người ta tổn thất rất là nhiều thì điều đó đưa đến cái sự phẫn nộ cho những cái người chủ nhân mà không chỉ ở tiệm cái hệ thống tiệm Seven Eleven mà nhiều những cái tiệm buôn bán nhỏ cũng như vậy rồi những cái kẻ này nó cứ lợi dụng cái sơ hở của cái luật mà cứ ăn cắp mà dưới 950 đô la của tiểu bang California thì nó được xem là chỉ là tội tiểu hình thôi nó không phải là trọng tội cho nên nó cứ lặp ly lặp lại cái chuyện đó nó sẽ không có bị bắt Mặc dù nói rằng nếu nó bị cộng dồn lại nhiều lần thì nó sẽ trở thành trọng tội. Nhưng mà nó sẽ dừng lại cái mức độ ví dụ như là 4 lần sẽ trở thành trọng tội. Bây giờ nó dừng lại mức độ 3 lần thì không sao hết. Bây giờ nhiều lần quá thì người ta nói rằng bây giờ chỉ cần hai lần là nó sẽ phải trở thành trọng tội để nó phải stop ở cái chuyện nó không làm nữa. Cho nên khi mà những cái chủ nhân của các tiệm 7-Eleven vào ngày hôm qua họ quyên góp 1 triệu đô la cho cái chiến dịch này và mong muốn mọi người là khi mà bỏ cái phiếu bầu cử đó thấy cái dự luật 36 tức là dự luật liên quan đến cái chuyện này nè là liên quan đến cái việc mà nếu mà chúng ta là bỏ phiếu chữ yes chữ có tức là phải hiểu rằng là à, là những kẻ mà ăn cắp mà dưới mà 950 đô la từ đây về sau mà nếu như nó bị lần thứ hai là nó sẽ trở thành trọng tội hay là những kẻ mà tàn trữ ma túy thì chỉ cần bị bắt lần thứ hai là nó sẽ trở thành trọng tội. Còn nếu mà chúng ta bỏ phiếu no thì những kẻ này nó có quyền là giữ nguyên những cái chuyện như lúc đầu có nghĩa là phải nhiều lần hơn thì nó mới bị là ý nghĩa của nó là như vậy. Dạ vâng, uh, càng ngày cái tình trạng mà cướp bóc ở California nó càng ngày nó càng gia tăng. Ờ uh, hy vọng rằng sau ngày uh, 5 tháng 11 bầu cử tổng thống thì chúng ta sẽ chọn ra được cái vị tổng thống nào uh, gọi là anh hùng của đất nước có thể, có thể dẹp dẹp loạn được, dẹp được những cái nạn trộm cắp hiện nay đang hoàn thành rất là nhiều ở ở khắp các tiểu bang không chỉ riêng ở California. Kính à, thưa quý vị, à, Lê Thái sẽ đưa đến quý vị một cái thông tin về cái máy bay mà Boeing 787 của hãng hàng không United Airlines. Nhưng mà trước khi mà đưa vào bản tin này thì có một vài cũng có một số khán giả cũng hỏi là lý do tại sao mà à, có vài lần khi mà chúng tôi đưa tin giữa cà phê sáng với lại thời sự thế giới mà nó hay bị trùng tin. À, kính uh, thưa quý vị, uh, cái công việc của Cà Phê Sáng cũng như là Thời sự Thế Giới chúng tôi vẫn đưa tin đến quý vị á, là những thông tin vô cùng mới nhất khi là chúng tôi lấy tin chỉ cách đó chỉ vài giờ đồng hồ, thậm chí chỉ vài phút, thậm chí là những cái tin breaking news ở trên bằng New thật ra cái chuyện mà khi mà giữa mà cái giờ cà phê sáng với cái giờ thời sự thế giới là hai cái giờ đó nó sát nhau lắm chúng tôi vừa up mấy bên đây là bắt đầu bên kỹ thuật sẽ qua bên kia để mà chuẩn bị lên live của bên bên thời sự thế giới thật ra cái chuyện mà trùng tên sometime nó vẫn cũng sẽ diễn ra nhưng mà thưa quý vị là chúng tôi cũng là truyền đạt theo mỗi người mỗi cách thí dụ như anh Nguyễn Trường Lê Thái hay chị Ngọc Lan hay anh Hoàng Trọng Thụy Thảo Yên. chúng tôi đưa đến quý vị truyền đạt đôi lúc có những một cái thông tin đó thì cà phê sáng đưa về cái tin thời sự thế giới đó mà chúng tôi đưa một cái tin rất là đại khái, đó là tin nóng hổi. Nhưng mà phân tích sâu xa bên thời sự thế giới thì anh Hoàng Trọng Thụy hoặc là Thảo Yên sẽ là người phân tích nhiều hơn. Thì nó cũng nó sẽ bị trùng tin nhưng mà quý vị sẽ xem ở hai cái cách truyền đạt khác nhau của những sứ công viên của đài. Còn cái chuyện mà chúng tôi sẽ cố gắng giảm thiểu nhất có thể những cái chuyện trùng tin thì cái đó là uh, chúng tôi cũng sẽ cố gắng. Uh, đưa đến quý vị những cái thông tin, ngày hôm qua có một cái chuyến bay Boeing 787 của hãng hàng không United Airlines À, quý vị cứ tưởng tượng nếu như chúng ta leo lên một cái chuyến bay mà à, ông phi công hay là thành viên phiền đoàn người ta thông báo rằng cái màn hình à, của cái máy bay đó nó tối om hết có nghĩa là hoàn toàn là phi công không thể nào control, tru không thể nào biết được là à, cái chuyến bay đang bay đến đâu rồi bao nhiêu giờ hạ cánh rồi cái độ cao của máy bay rồi tất cả tất tần tật mọi cái thông tin liên quan đến cái chuyến bay đang bay ở trên trời nó hiện ở trên màn hình đó mà hoàn toàn cái máy bay nó tắt tối đen hết đó là cái chuyện xảy ra trên chuyến bay 787 của hãng hàng không dự unit airline vào ngày hôm 28 tháng 9 vừa qua kết thưa quý vị cái sự việc này nó nó xảy ra trên chiếc boeing 787 dreamliner nó đã đến ở thủ đô london của nước anh À, và trong quá trình bay á, đến phía bên vùng cực bắc của ở Canada đó, đến cái khúc mà cái đoạn không lưu đó đó thì uh, mấy, tự nhiên cái màn hình máy bay của viên phi công nó tối om hoàn toàn có nghĩa là theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông Canada khi mà quay bay qua cái vịnh mà Hudson á cái màn hình hiển thị chuyến bay vào cái uh, những cái màn hình dẫn đường của chuyến bay nó hỏng và nó chuyển sang một cái màn hình đen hoàn toàn khi đó thì cả hai cái máy tính quản lý chuyến bay cũng chuyển sang là cái 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 chế độ là xuống cấp với khả năng rất là hạn chế khi mà những cái viên phi công người ta không thể nào xem được thì lập tức những viên phi công này nó báo liền cho những cái người gọi là kiểm soát không lưu ở những cái chuyến bay gần đó cũng như là cái chuyến bay ngay ở Los Angeles để mà người ta điều chỉnh và đổi hướng. Khi mà cái chuyện nó xảy ra thì viên phi công lập tức đổi hướng bay về lại Chicago chứ không tiếp tục cái đoạn hành trình để mà qua London của nước Anh. Vì phi công cũng sử dụng một số tính năng lái tự động quan trọng khác và giao tiếp với những cái người ở dưới mặt đất thông qua cái vệ tinh và radio và bất chấp những cái khó khăn về máy tính cũng như là các phi công cũng đã sử dụng được những cái kỹ thuật để mà điều hướng những cái, những cái kỹ thuật thay thế để mà họ hạ cánh tại sân bay quốc tế Chicago là O'Hare mà không có thêm một cái sự việc nào nó xảy ra nữa trong một cái tuyên bố được chia sẻ với một cái số hãng truyền thông lớn của Hoa Kỳ thì phát ngôn viên của hãng United Airlines người ta nói rằng là xác nhận máy bay cũng đã chuyển hướng để giải quyết một cái số vấn đề kỹ thuật công nghệ và tránh gây ra những cái thất thoát về tài sản người cũng như là cái chuyện mà ảnh hưởng đến cái tai nạn khi mà chuyến bay nó bay mà không có cái màn hình để mà quản lý như thế rất là nhiều những cái trường hợp cũng vài cái trường hợp nó ăn nó liên quan đến vấn đề an toàn À, khi mà máy bay nó bay trên bầu trời cũng đã diễn ra rất là nhiều ở những cái uh, máy bay như là Boeing 777, một số cái an toàn kỹ thuật của những cái máy bay mà chúng ta đã từng được cập nhật trong những cái thông tin trong thời gian qua như là những cái sự việc mà cái cửa thoát hiểm nó bung ra hoặc là một số một số cái cái nắp ở trên của cái 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 khoang hành lý ở trên á cái carry on đó, nó bị bung ra mà người ta đã khóa lại rồi và một số uh, vấn đề liên quan đến hạ độ cao đột ngột khi mà chúng ta gặp nhiễu nhiễu động nhiễu loạn cái cái không khí ở trên bầu trời trong quá trình bay thì đó là những cái mà cái tai nạn cũng là nó 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 bất ngờ nó xảy ra thì điều này chúng ta thấy rằng cái sự mà gọi là xử lý nhanh trí cũng như là những cái kỹ thuật kinh nghiệm bay của những viên phi công nó là một trong những cái vấn đề vô cùng quan trọng để mà quyết định cái sự an toàn của chuyến bay khi mà nó đáp xuống hay là nó bay lên, nó được an toàn hay không. Và đây là một cái sự việc nó diễn ra và Cục Hàng không Liên bang người ta vẫn đang tiếp tục điều tra sự việc này. Wow, nghe rất là sợ. Và một cái chuyện sợ nữa đó là ngày hôm qua có một nhóm người khi mà họ đi uh, du lịch, họ đến uh, đến dưới, họ tham quan một cái uh, dưới lọc đất, á, một cái mỏ vàng. Cái mỏ vàng này nó là lâu đời lắm rồi và người ta vẫn thường đến đó để mà người ta coi cái mỏ vàng đó ở Colorado thì bất ngờ cái mỏ vàng đó nó sập nó sập xuống rồi và cho đến chiều ngày hôm qua thì người ta đã đưa được cái nhóm du khách này lên mặc dù là sau cùng đã có một người chết và 12 người bị thương nhưng mà cái điều đó nó cũng đã um, Dẫu sao nó vẫn vẫn uh, ok hơn thì tối ngày hôm qua đó thì ông thống đốc của tiểu bang Colorado ông cũng đã đưa ra một cái uh, uh, tuyên bố để nói về cái vấn đề này uh, như như thế nào rồi cái uh, vụ việc cuối cùng cái tai nạn đại sẽ ra xảy ra liên quan đến cái vụ mà sập hầm mỏ này là năm 1986 nó ra làm sao thì xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Asuka Tiểu Đường, Dầu Gội Nhuộm Nhật Bản, Bảo Thi Shop 7142305591 Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 5 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan đang đưa tin liên quan đến việc là 12 người đã được giải cứu sau nhiều giờ bị mắc kẹt ở dưới lòng đất khi mà một cái mỏ vàng nó bị sụp xuống xong một người thì đã bị tử vong đó là sự việc nó diễn ra vào chiều ngày hôm qua ở Colorado thì cái mỏ vàng này á nó tên là cái mỏ vàng là Molly Carlin ở Trippy Rick mỏ vàng này thì từ sau một cái tai nạn vào năm 1986 thì sau đó cho đến bây giờ thì người ta vẫn mở ra lại cho nhiều người người ta đến đây để mà người ta tham quan xem cái chuyện mà mỏ vàng được đào như thế nào và cái nơi này nó vốn rất là nổi tiếng rồi. Mấy chục năm rồi nó không có chuyện gì hết. Cái mỏ này nó sâu, người ta nói nó sâu gần cả ngàn feet lận. Nó nhưng mà không hiểu vì lý do gì thì cái chuyện mà ngày hôm qua một cái tai nạn nó đã xảy ra như vậy đến giờ này thì chưa có một cái báo cáo nào được đưa ra hết. Chỉ biết là trong cái tai nạn ngày hôm qua đó thì có uh, trong số những cái người bị thương á thì có hai đứa trẻ và một người tử vong. Uh, những cái cái tai nạn nó xảy ra là vào lúc là một giờ trưa nhưng mà đến lúc mà khoảng gần 7 giờ tối ngày hôm qua theo cái giờ địa phương đó thì lúc đó cảnh sát mới là những cái thang máy của cái hầm mỏ đó đó nó mới bắt đầu nó hoạt động trở lại thì lúc đó những cái người mà như ngọc lan nói trong cái nhóm đó họ mới được từ từ đưa lên khỏi cái lòng đất một cách à, an toàn rồi có những người thì bị thương như đã nói thì thống đốc Colorado ngày hôm qua đã đưa ra một cái tuyên bố nói là gửi lời chia buồn đến cái người đã thiệt mạng cũng như là ông tỏ ra là nhẹ nhõm khi thấy là cái số lượng cái người mà bị thương vong nó đã không có nhiều giống như là người ta lo lắng rồi những cái nỗ lực mà cứu hộ đã làm việc rất là không ngừng nghỉ để mà mang lại những cái kết quả mà tốt nhất hiện bây giờ thì bên bộ tài nguyên thiên nhiên, bộ lao động, rồi sở an ninh nội địa quản lý tình trạng khẩn cấp cũng đang cố gắng làm việc hết sức và sẽ đưa ra những cái câu trả lời, những cái 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 cái, cái chuyện mà điều tra và trả lời sớm nhất cho cái sự việc mà nó xảy ra như thế nào. thì khi mà đi quý vị để ý á, khi mà đi làm chúng ta đi tham quan hay là đi gì mà dưới lòng đất á cái điều đó rất là rất là đáng sợ và như đã nói cũng nói rồi chúng ta làm nhiều những cái thám hiểm ở trên vũ trụ chúng ta thám hiểm mặt trăng chúng ta thám hiểm nhiều lắm nhưng mà ở dưới lòng đất thám hiểm đại dương nó vẫn còn là cái điều bí hiểm đối với con người. Yeah. Nói đến uh, thám hiểm ở dưới uh, dưới lòng đất chắc là thám không dám đi em <laughs> em nhắc nhắc mấy vụ đó lắm nha ở trên cạn thì được hoặc là trên núi thì ok <laughs> mà đi chui xuống dưới chỗ nào mà chúng ta tối tối, ngầm ngầm mà không biết lối ra nữa, thì thôi cho thay để thái sinh <laughs> à, kính thưa quý vị ngày hôm qua ngày thứ năm có một nghi phạm 54 tuổi người Brazil cái người đàn ông này thưa quý vị đã bị cảnh sát bắt vì nhiều cái tội danh bị buộc tội đó là lạm dụng tình dục và giam cầm vợ của mình bảy đứa con của mình cùng mẹ vợ trong hơn 20 năm trời hơn 20 năm người đàn ông này giam luôn vợ mình ở trong đó bảy đứa con của mình cộng với bà mẹ vợ giam luôn có nghĩa là không có chừa ai cả cảnh sát địa phương người ta cũng cho biết rằng cái vụ việc này nó đã được đưa ra ánh sáng sau khi mà một trong những đứa con gái của cái người đàn ông này trốn thoát ra khỏi ngôi nhà của 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 ông là ở Novo Oriente de Minas bang Minas Gerais ở Brazil và trình báo với cảnh sát khi mà cô đã bị giam cầm trong rất là nhiều năm qua đoàn người con gái này là người con gái 20 tuổi người con gái cả Ờ, nhà chức trách và cũng như là những cái cơ quan điều tra ở Brazil người ta đã mở rộng một cái cuộc điều tra kéo dài hơn một tháng trước khi mà ập vào cái ngôi nhà này vào hôm ngày thứ tư và đến ngày thứ năm thì bắt đầu bắt được người đàn ông này. Nghi phạm vẫn chưa được nêu tên trong cái bài báo này thưa quý vị. Nhưng khi mà à, bắt người đàn ông này á, thì người vợ năm nay là 40 tuổi gần như là toàn bộ những cái cuộc hôn nhân của cái cô vợ 40 tuổi hiện nay với cái người đàn ông đó thì hoàn toàn như cô không hề biết đến cái xã hội bên ngoài. Khi cô đã cưới chồng vào năm cô 17 tuổi và cô cô vợ này chỉ ra khỏi nhà để mà nhận những cái trợ cấp từ uh, thành phố hoặc là từ chính phủ khi người ta cho được cái ngôi làng đó. Thì khi mà cô đi nhận những cái trợ cấp ở như là gọi là tiếp xúc những cái người trong cái cơ, cơ quan ở địa phương đó thì lúc nào đi thì cũng có người đàn ông, người chồng đi đi kèm theo và hoàn toàn anh không buông vợ mình một cái lúc nào cả. Thậm chí là không có một cái người hàng xóm nào biết cô và biết uh, con cô nó hiện diện ở trong cái làng đó, thậm chí là rất là nhiều người thân cũng không thể nào tiếp cận cô được. Và theo cái giới cảnh sát thì bảy đứa con của cái cặp vợ chồng này, độ tuổi từ 3 cho đến 22 cũng là nạn nhân của uh, cái 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 gã này thưa quý vị, của nghi phạm này. Các con gái của ông đã báo cáo là bị ba mình lạm dụng tình dục rất là nhiều trong năm qua, trong những năm qua. Và nghi phạm cũng bị cáo buộc là lạm dụng tình dục luôn cả bà mẹ vợ và hiện nay thì bà mẹ vợ cũng đã qua đời vì bà chết mà vì cái bệnh là được gọi là theo viên chức y tế sau khi mà cảnh sát người ta lấy thông tin đó, nói rằng bà bị con gọi là không chăm sóc được chu đáo khi mà bị bà bị bệnh và bà cũng là một cái nạn nhân bị quấy rối tình dục của cái người đàn ông này của người con rể và cảnh sát người ta cũng cho biết là tìm thấy ba cái bào thai trong đó thì có một cái số bào thai đã được 8 tháng tuổi được chôn trong vườn ở phía sau của ngôi nhà này và người vợ cũng cho biết rằng đó, nghi phạm đã bắt Cô uống thuốc phá thai 3 lần và một đứa con gái cũng đã từng bị ép phá thai ở tháng thứ sáu khi mà bị cha mình lạm dụng tình dục và bị mang bầu ở cái tháng thứ 8. À, và hiện nay thì nghi phạm đang bị giam giữ với các cáo buộc là giam cầm trái phép, cưỡng hiếp, bạo hành tinh thần gia đình, phá thai và giấu sát. Xong thì người đàn ông này đang phủ nhận mọi cái cáo buộc. Hiện nay thì à, những cái người mẹ và các con đang được chuyển tới một cái trung tâm ở bảo vệ bà mẹ và trẻ em ở cái một cái bang khác của Brazil để mà bảo đảm cái an toàn cho mẹ và con. Đi cái người đàn ông này thì đang bị cảnh sát đang tiếp tục điều tra cái sự việc thưa quý vị. Ừ. <laughs> khủng khiếp ha. khủng khiếp. quý vị uh, trong cái đời sống này có nhiều người người ta sinh ra rồi người ta sống được ở, ở trong một cái môi trường như là địa ngục mà họ không biết cách nào để mà họ thoát ra được hết. thưa quý vị. À, tin vui cho những người mà đang nhận an sinh xã hội tức là bắt đầu từ tháng Giêng của năm 2025 thì những người mà đang nhận an sinh xã hội đó những người lãnh lương hưu vân vân sẽ được thấy cái tiền của mình tăng lên 2.5% chi phí sinh hoạt hàng tháng trong cái cái số tiền mà được chuyển vào trong tài khoản của quý vị hay là trong cái check mà gửi về đó là 2.5% 2.5%, người ta nói ở đây nó tương đương với khoảng 50 đô la một tháng. À, số tiền này so với lại trước đây á là nó tăng lên, mặc dù có tăng nha, nhưng mà nó thấp hơn những năm trước. Sẽ có khoảng 72.5 triệu người về hưu, người khuyết tật và trẻ em được hưởng trợ cấp an sinh xã hội sẽ nhận được cái mức tiền này. À, mức tiền này tăng lên là để bù đắp cho cái chi phí mà lạm phát nó tăng người ta nói rằng là vào năm 2024 vừa rồi đó thì cái tiền này nó tăng là 3.2%. Năm 2025 thì tăng 2.5%. Năm 2023 đó thì người ta nhìn thấy là cái mức tăng này là 8.7%. Cho là năm đó là mức tăng kỷ lục nhất trong 40 năm qua. Như vậy thì năm 2025 này chỉ tăng có 2.5%. Như vậy là đây là cái mức tăng nó thấp hơn. Đồng nghĩa với chuyện là lạm phát có giảm đi. Như vậy là có phải là cái tín hiệu đáng mừng hay là không? Thì cái câu hỏi đặt ra là như vậy. À, năm 8, năm 2023 thì tăng 8.7% 2024 thì tăng 3.2% và năm 2025 sắp tới thì chỉ tăng có 2.5 thôi. Thì đó là dấu hiệu đáng mừng. À, mỗi một năm như vậy thì chúng ta lại thấy rằng là ở cái số tiền á, mặc dù có tăng nhưng mà số tiền thì nó lại ít đi. À, rồi những người mà làm những cái công việc này họ nói rằng là à, cái thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến là muốn làm sao để thấy được là quý vị có đủ cái tiền để mà chi trả cho các cái khoản chi phí khác nhau bao gồm trong đó có cái chuyện mà trả cả cái tiền thuốc theo toa à, nhiều người đã cảm thấy là chật vật trong cái chuyện mà nhiều người mà người ta có Medicare, Medical thì họ không có phải trả tiền thuốc nhưng mà nhiều người vẫn phải trả này cho nên họ rất là khốn khổ trong những cái chuyện mà cái tiền á nó không tăng lên thì có một chút xíu nhưng mà những cái chi phí khác nó tăng lên quá nhiều cho nên nó uh, họ cảm thấy là khó khăn vô cùng thì những cái chuyện mà tăng tăng như này người ta cứ phải tăng lên mỗi năm như vậy uh, cái số tiền thu nhập tối đa phải chịu thuế tiền lương an sinh xã hội là từ 186 đô la cho năm 2024, đã tăng từ 162 đô la vào năm 2023. Thì Ngọc Lan chưa đến cái mức lãnh tiền, đến lúc mà lãnh tiền lương hưu. Cho nên không biết đến lúc mà mình lãnh lương hưu thì nó sẽ như thế nào. Xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Asuka Tiểu Đường, Dầu Gội Nhuộm Nhật Bản, Bảo Thi Shop 714-230-5591 Cảm ơn quý vị vừa dưới làn sóng của Lido Sài Gòn TV à, Và phần này là phần cuối chúng tôi gửi đến quý vị những bản tin trong phần cuối ngày hôm nay à, Nhiều người người ta lên trên mạng khi mà người ta xem những cái trực video trực tiếp á, những cái đài truyền thông của Mỹ chiếu về cái cơn bão mà Milton với lại cái cơn bão Helene trong những ngày tháng vừa qua, người ta đặt một cái câu hỏi nhất là những cái cư dân ở tiểu bang California, người ta hỏi rằng là ủa là liệu tiểu bang của chúng ta có bao giờ có những cái cơn bão đó hay không? À, chúng ta thấy rằng cơn bão Helene cũng như cơn bão Milton, nhất là Helene là một trong những cái cơn bão nó đã gây ra cái thiệt hại về người tính đến ngày hôm qua là đến 395 người đã bị thiệt mạng trong cái cơn bão này chúng ta nghĩ rằng là nếu như một cái cơn bão nó mạnh như cái cơn bão uh, Katrina hoặc là cơn bão Helen nó ập vào cái tiểu bang California của chúng mình thì mình sẽ như thế nào? À, như quý vị cũng đã biết thì California là một trong những cái tiểu bang gọi là chị Lan dùng từ signature và chúng tôi cũng vẫn hay dùng cái từ vui đó có nghĩa là signature cũng gọi là đặc sản của California về vấn đề là động đất khi mà nhắc đến California là động đất và cháy rừng và liệu tiểu bang California chúng ta sẽ có bao giờ đối đối diện với lại một cái cơn bão lớn đó hay không. Ờ à, thưa quý vị, những cái cáo báo cáo mà của một cái cơ quan đó là Mindset người ta đưa ra cảnh báo cho chúng ta về nhiều cái vấn đề biến động của thiên nhiên nó gây ảnh hưởng đến California, đó là động đất trước khi mà chúng ta cảm thấy nó rung chuyển và nhiều cái vấn đề liên quan đến cháy rừng. Nhưng nếu như mà California chúng ta đối diện với một cái cơn bão như vậy thì liệu rằng là chúng ta sơ tán và chúng ta tìm các điểm điểm an toàn nó như thế nào? Theo cơ quan uh, báo bão của California đó, mặc dù độ ẩm nhiệt đới không phổ biến khi mà nó đến California những cái cơn bão đó, nhưng mà nhiều người chúng ta thắc mắc rằng là nếu như mà cơn bão này nó đổ bộ, nó đi vào trong cái bờ tây của Hoa Kỳ ở California thì chúng ta sẽ quan tâm đến những cơn bão đó như thế nào? Chúng ta phải ứng phó như thế nào? À, nếu điều đó xảy ra thì một cái nhà khí tượng học đó là Chris Dose ông nói rằng là Nam California là một trong những cái khu vực duy nhất của bờ biển Thái Bình Dương ở Lower 48 có thể là chứng kiến một trong những cái cơn bão nhiệt đới hoặc là những cái cơn bão nó đi vào đất liền từ phía đông ở miền bên Thái Bình Dương mặc dù ngày tháng có vẻ xa vời có nghĩa là chúng ta sẽ chưa chắc là chúng ta sẽ có những cái cơn bão như vậy nhưng một cơn bão nhiệt đới nó cũng đã từng đổ bộ đổ vào dọc theo bờ biển của California tại thành phố biển là Long Beach vào năm 1939. Một cái cơn bão nó vào bờ vào năm 1858 và gây ra thiệt hại đáng kể trên diện rộng cũng ở thành phố biển San Diego. Và gần đây thưa quý vị, vào năm 2023 thì cũng có một cái cơn bão nhiệt đới là chúng ta biết đến cái tên là Hillary đã đổ vào California gây ra lũ lụt và những cái lượng mưa chưa từng có và gió dữ dội đã gây ra những cái thiệt hại nghiêm trọng đòi hỏi những cái công tác cứu hộ ở cái tiểu bang California cũng đã phải là chuẩn bị sẵn sàng cho những gì nó đã xảy ra tại cái cơn bão Hillary mà chúng ta đã đối diện trong quá khứ à, nhắc đến cái vấn đề mà cái bão và Hillary nó đã đổ vào California trong những cái năm vừa qua đó thì thời điểm đó các trường học cũng phải đóng cửa những cái chuyến bay cũng đã bị hủy rồi những cái lệnh sơ tán lớn cũng đã được ban hành cho một số cộng đồng địa phương ở chung quanh cái khu vực tâm bão tuy nhiên mặc dù là nó không hoàn toàn nó, nó xảy ra nó nghiêm trọng giống như những cơn bão ví dụ hà linh hay là katrina mà chúng ta thấy trong quá khứ ở những cái tiểu bang khác nhưng chúng ta cũng phải gọi là chuẩn bị tên tinh thần để mà chúng ta đón một cái cơn bão chúng ta đối diện với một cái cơn bão đủ mạnh trên cái vùng biển lạnh giá ở Thái Bình Dương nó có thể là nó mang theo những cái vấn đề liên quan đến là uh, sống cao, sống uh, sóng rồi những lũ lụt ở những cái cư dân địa phương sát ngay cái cạnh bờ biển. Và nhiều cái điều nó đã xảy ra nó đã không có nhiều cái cơn bão nó đã không xảy ra trong hơn 150 năm qua. Trước đây 150 năm năm thì uh, tiểu bang California cũng đã từng đối diện với những cơn, cơn bão lớn như vậy như là cơn bão Helene, nhưng mà suốt thời gian vừa rồi thì là chúng ta không bao giờ chúng ta có nhận được một cái cơn bão mà nó lớn như vậy chỉ là những cái cơn bão nhiệt đới nó gây ảnh hưởng như là mưa hoặc là gió lớn nó gây ngã cây ngã cối này nọ và gây sóng cao ở một số khu vực gần biển mà phía bên thái bình dương mà thôi thành ra nếu như mà quý vị nào chúng ta đang ở tiểu bang california thì chúng ta hoàn toàn toàn yên tâm bởi vì cái vấn đề mà bão mà lớn giống như cái cơn bão hệ liên nó gây ngập lụt hay là nó gây tàn phá lớn trên cái diện rộng như vậy thì nó khó có khả năng xảy ra ở California nó chỉ xảy ra ở cái vùng biển những cái vùng biển mà San Diego hay là những cái miệt mà gần ngay sát biển thôi nhưng mà đó chỉ là những cái cơn bão nhiệt đới nó cũng sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều nhưng mà để mà trầm trọng như cơn bão mà Helene đó thì nó sẽ không đến nổi như vậy chúng ta chỉ có động đất chỉ có động đất và cháy rừng chúng ta chỉ có động đất và cháy rừng thưa quý vị um, con người của mình á cơ thể của chúng ta đó cần có chất điện giải à, nghe chất điện giải người mà cần có chất điện thì chất điện giải là cái gì và chúng ta phải ăn cái gì phải uống cái gì để có cái chất điện giải ở trong người nghe không biết là lê thái có bao giờ nghe cái chất điện giải ở trong người chúng ta chưa và vì sao mà bây giờ phải đề cập đến cái chuyện này và cái ngành mà sản xuất ra những cái gọi là bột bột điện giải á, là bột chất điện giải đó mỗi năm như vậy ví dụ như trong năm 2023 cái ngành đó không sản xuất ra họ thu về gần cả ba mươi mấy tỷ đô la và năm nay á hy vọng là hơn 40 mươi mấy tỷ đô la chỉ là sản xuất ra cái bột mà bỏ vô nước quậy 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 lên uống á yeah. à, trước hết người ta nói là mình cần phải hiểu cái chất điện giải ở trong người của mình nó là cái gì tại sao là nó rất là quan trọng trong cái cơ thể của chúng ta nó nó quan trọng ra làm sao và như thế nào thì chất điện giải là nó giúp cho cái cái cơ thể của chúng ta nó, nó điều hòa huyết áp, cái chức năng tim nó duy trì cân bằng cái chất lỏng ở trong cơ thể, có nghĩa là giúp cho cái chúng ta đủ nước nó hỗ trợ chức năng của cái thần kinh, nói chung là như vậy. À, thì cái chất chính ở trong cái chất điện giải á nó có nó có uh, natri, có kali và magie, đó là chính là như vậy khi mà chúng ta người chúng ta mà nó không có đủ chất điện giải á thì khi mà quý vị thấy mà tự nhiên mình bị gọi là chuột rút á. đó là lúc mà người chúng ta nó bị thiếu rồi à, khi nào nữa à, người mà mình khi mà mình chạy hay là mình à, hoạt động thể thao nhiều á người mình nó toát mồ hôi ra mà nếu như mà người mình nó không có đủ cái chất điện giải mình không không có cung cấp đủ nước thì cái lúc đó mình sẽ cảm thấy là mình bị mệt hay là mình bị có nhiều người á, bắt đầu bị đau đầu hoặc là người ta gọi là cái cơ thể mình bị lú lẫn hoặc là nhịp tim không đều cái lúc đó là người mình nó bị thiếu mà nếu mà mình bị đổ sung không có kịp đó nó có thể là nó dẫn đến rất rất là nhiều những cái nguy cơ gọi là gọi là người ta kêu là hạ natri máu vân vân thì bình thường nếu như Bình thường chúng ta có cần phải là gọi là bổ sung cái chất uh, điện giải, chúng ta có cần phải mua mấy cái bột đó về giống chúng ta quậy lên chúng ta uống hay không? Thì người ta nói là không, bình thường chúng ta không có cần. À, hoặc là nếu mà người chúng ta mà dư cái chất điện giải đó đó thì nó cũng nguy hiểm. Khi mà dư ví dụ như là gọi là dư natri ở trong máu á, chúng ta sẽ thấy cái người chúng ta nó bị sưng 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 lên á là lúc đó là nó dư là cũng không có tốt. Thì bình thường chúng ta nhiều người nói là Ờ, người đó hay bị vập bẻ nhiều hay là người đó bị chuột rút thì người ta hay gọi mình mua chuối về mình ăn. Ờ, mỗi ngày hay là một tuần nên ăn vài trái chuối, điều đó là tốt. Hay là ăn dưa hấu, hay là ăn trái, trái bơ avocado, hay là uống nước dừa, hay là ăn khoai lang, ăn dưa ăn, ăn ua, ăn cam. Thì tất cả những cái đó gọi là trong cái đó là chất điện giải nó có trong tự nhiên. Nhưng mà khi chúng ta tập thể thao, chúng ta chạy mà mồ hôi chúng ta toát ra nhiều hay là ngay cả khi bây giờ chúng ta không tập thể thao nhưng mà đi ra ngoài làm việc trời nóng, ví dụ như vừa rồi mà nguyên một cái team của Lido Sài Gòn TV ra quay cái chương trình Trung thu ở ngoài nắng nóng như vậy đó. Nguyên một cái đội như vậy phải chuẩn bị cái gọi là cái nước mà để khuấy ra cái chất nước đó trong đó có cái chất điện giải đó là cái bột đó phải khuấy lên thì cái bột đó người ta phải bỏ những cái chất nước này nó khác với lại cái nước tăng lực nó khác hoàn toàn thì trong đó nó có những cái thành phần người ta gọi là chất điện giải bỏ vô quậy với một cái lượng nước vừa đủ người ta uống vào liền để cho nó giúp làm sao để cân bằng được cái chất điện giải thì cái con người mình nó khỏe lại chứ nếu không á nó hạ cái natri đó là mình thấy bắt đầu là lơ mơ lơ mơ rồi cái người mình nó sẽ bị Như huyết áp nó tụt xuống rồi nó sẽ rất là mệt thì không phải cần thiết đến lúc mà chúng ta chạy bộ đường dài nhiều mồ hôi toát ra mà khi trong cái điều kiện mà nóng quá mệt quá thì chúng ta cũng cần phải uống cái này nó khác hẳn với lại cái nước tăng lực mà à, cái gì bò hút bò cụm gì nha quý vị <laughs> cho nên là à, có lúc mình phải suy nghĩ à, mình đang uống cái gì nó ra làm sao khi nào thì mình cần phải uống thêm cái chất đó để bổ sung cho cơ thể khi nào thì mình cần trong cái đồ ăn thức uống hàng ngày thì đây là những cái kiến thức trong cái đời sống hàng ngày mà chúng ta cần phải biết. Cảm ơn Lê Thái đã đến với chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ hai tuần tới. Và sau Cà Phê Sáng sẽ là Thời sự Thế giới với Hoàng Trọng Thùy và Thảo Yên. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng này để theo dõi tất cả các chương trình thường lệ của đài. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần vào ngày mai.